Và tôi từng hỗ trợ một vài người bạn của mình chuyển khoản lương, ví dụ vào mùng năm hàng tháng. Thì chúng tôi phải chuyển khoản từ tài khoản công ty đi Bạn ạ, phải chuyển, nhớ là phải chuyển từ tài khoản công ty đi Thứ hai nữa là phải gì ạ Chuyển khoản số đuôi là phải lẻ Vì không có ai sau khi nhận lương Mà trừ đi các khoản thuế, phí và nghĩa vụ Mà lương lại 30 triệu, 35 triệu, 40 triệu không và nó phải là ví dụ 19 triệu 435 nghìn ví dụ như thế Thì lương nó phải ở mức gì ạ Có đuôi lẻ vì nó trừ đi chiết khấu một số những khoản gì đấy Ở công ty Và chuyển tư tài khoản công ty Thì như thế nó mới dễ gì ạ Dễ được ngân hàng chấp nhận các bạn ạ Đó